những gì lịch sử đã chứng minh, Arsenal và Liverpool chính là cặp đấu có số bàn thắng nhiều nhất trong lịch sử đối đầu tại Premier League. Và trận đấu tại vòng 9 ngày hôm nay, cả hai đội lại tiếp tục cho thấy điều đó. 5 bàn thắng được ghi, những người chiến thắng chỉ một và Arsenal chính là đội bóng được chọn. Với chiến thắng 3-2 trước một đối thủ đẳng cấp như Liverpool, thì rõ ràng Arsenal đã chứng minh được họ ngự trị trên bảng xếp hạng một thời gian dài như vậy không phải là nhờ vào may mắn, mà chính là nhờ vào năng lực và đẳng cấp thực sự của mình. Hình ảnh thất thần của Jurgen Klopp sau trận đấu này cũng đã cho chúng ta thấy được sự thật Liverpool đang gặp quá nhiều vấn đề ở mùa giải năm nay. Và vì thế, họ trở thành tấm bia cho những họng pháo từ London đã 3 phát đạn chí mạng cũng là điều dễ hiểu. Dù cả hai đội bóng đều sở hữu lực lượng mạnh nhất trong màn đối đầu này, nhưng trước thềm trận đấu, các chuyên gia đã không ngần ngại đánh giá pháo thủ có thể chơi ngang cơ hoặc thậm chí là nhỉnh hơn lưới đơn đỏ vào thời điểm này. Có thể thấy rằng đã rất lâu rồi, Arsenal mới được đánh giá ngang tầm Liverpool như vậy. Còn nếu xét về mặt tinh thần, thầy chó huấn luyện viên Jurgen Klopp còn thua thiệt hơn đối thủ một cách rõ rệt. Sau 26 ngày không thi đấu, các vấn đề của The Kop vẫn tồn tại và chưa được giải quyết. Đó là vấn đề chiến thuật và sức mạnh tâm lý. Trận hòa hút chết với Brighton ở tuần trước đã lột tả rõ điều đấy. Còn đối với Arsenal, họ tiếp đón đối thủ của mình với tâm thế là một đội bóng đứng ở vị trí thứ 2 của bảng xếp hạng. Họ đang cực kỳ thong thả so với một vị trí thứ 10 của Liverpool, điều khiến cho pháo thủ trở nên đáng sợ và bản thân Jurgen Klopp cũng bày tỏ sự quan ngại của ông, đó chính là hàng công bên phía đội chủ nhà. Ngoài Jesus, những cầu thủ như là Odegaard, Martinelli, Saka đủ khả năng tạo ra sự đột biến khi họ đang có sự gắn kết và tinh thần rất tự tin. Và quả thật đúng như những gì mà người ta dự đoán, Arsenal nhập cuộc ở trận đấu quan trọng này với vị thế là một đội bóng đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Họ chủ động gây sức ép ngay từ đầu. Rất may cho Liverpool là với chất lượng nhân sự vượt trội, họ mới có thể chống đỡ được sức ép từ đội chủ nhà. Và thực tế ở những giây phút đầu tiên của hiệp 1, Liverpool mới là đội có tình huống nguy hiểm trước. Nó đến từ pha bóng đột phá của Luis Diaz. Thế nhưng tiếc cho đội khách là trung vệ William Saliba đã giải vây thành công và phát động một đường bóng cực kỳ sáng nước lên cho các đồng đội nơi tuyến trên. Bóng đến chân của Bukayo Saka, sau đó tiền đạo người Anh đưa quả bóng đến cho người đội trưởng Martin Odegaard một cách chính xác. Với phẩm chất thượng thừa của mình, tiền vệ người Na Uy dễ dàng chọc khe cực kỳ thuận lợi cho Martinelli. Ngay lập tức, anh vượt qua Alexander Arnold và ghi bàn thắng dễ dàng với Liverpool. Điều đáng nói ở đây là bàn thắng mở tỷ số đến khi đồng hồ chỉ điểm giây thứ 59 của trận đấu kinh điển này. Và cũng từ bàn mở tỷ số, sự tự tin của đội chủ nhà được đẩy lên cao hơn nữa. Họ liên tục có những pha bóng pressing chủ động để giành quyền kiểm soát bóng. Tuy nhiên về khía cạnh này thì Liverpool lại làm tốt hơn đội chủ nhà. Đến phút thứ 5 của trận đấu, Liverpool mới thực sự có cú dứt điểm nguy hiểm đầu tiên khi Nunes có cú ra chân rất mạnh. Tiếc là cú sút của anh đã bị Gabriel chặn lại. Nửa đầu trận đấu, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy Arsenal chơi cực kỳ chắc chắn. Dù có hàng thủ dâng cao, nhưng pháo thủ vẫn biết cách phong tỏa hoàn toàn các chân sút hảo hạng bên phía đội khách. 20 phút đầu Liverpool chỉ có một cơ hội duy nhất được Nunes tạo ra. Còn phía bên kia, dù kiểm soát bóng ít hơn đội khách, nhưng Arsenal với sự tự tin từ bàn thắng mở tỷ số đã không ngần ngại trao quyền kiểm soát bóng cho Liverpool. Theo vào đó, họ có những tình huống phản công sắc lẹm nhờ tận dụng tốc độ của hàng công. Tuy nhiên, việc để một đội bóng có hàng công với những ngôi sao hàng đầu thế giới kiểm soát bóng cũng chất chứa đầy sự nguy hiểm. Và ở phút thứ 30 của trận đấu này, Liverpool đã bắt đầu lên tiếng thực sự. Trong tình huống ấy, Nunes thoát xuống ở bên phía cánh phải, thực hiện đường truyền đầy khó chịu vào trong cho Jota. Saliba trong nỗ lực cản phá đã suýt đá phản lưới nhà nếu thủ thành Rams đều không cảnh giác. Những tưởng sóng gió đã đi qua, nhưng đúng 4 phút sau, nỗi lo mới thực sự tới với đội khách. Phút 34 hiệp 1, Luis Diaz di chuyển sang cánh phải để nhận bóng. Ngay sau đó, anh tung ra một đường căng ngang cực kỳ chính xác vào trong để Nunes băng vào để bóng đỡ hòa 1-1 cho Liverpool. Trên khán đài Emirates, người hâm mộ đã bắt đầu lo sợ. Nỗi lo của họ hoàn toàn có cơ sở khi trong 10 trận đấu gần nhất mà Liverpool bị dẫn trước ở phút đầu của hiệp 1, chỉ có một mình Mark Strattis là giành được một chiến thắng chung cuộc. Tiếp nối sự hưng phấn sau bàn thắng, các ngôi sao bên phía đội khách chơi cực kỳ ăn ý và mềm mại. Họ liên tục đe dọa khung thành của Aaron Ramsdale. Đáng kể nhất là pha bóng ở phút bù giờ thứ 4 của hiệp 1, Odegaard đã phải phạm lỗi mới có thể ngăn cản Jota sau hàng loạt những pha xử lý kỹ thuật đe dọa khung thành của đội nhà. Nhưng dường như đây là toan tính của Mikel Arteta khi đội khách đang hăng say tấn công và kiểm soát bóng. Thì ngay lập tức, pháo thủ đã bất ngờ vùng lên từ một pha bóng tấn công chớp nhoáng ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1. Trong tình huống này, khi mà Arsenal đang tích cực phòng ngự, các trung vệ bên phía đội khách cũng đã khá buông lỏng các cầu thủ tấn công. Từ một pha phản công, ngay lập tức Martinelli đi bóng nỗ lực bên phía cánh trái trước khi căng ngang vào trong, Saka đệm bóng vào lưới trống. Rõ ràng đây là một bài đánh du ngủ các cầu thủ đội khách. Và nó cho thấy Arsenal đã thực sự quá khác biệt so với bản thân họ trước đây. Ngoài ra trước thềm trận đấu này, người ta đã nói quá nhiều về khả năng phòng ngự của Alexander Arnold. Nhưng Klopp vẫn khăng khăng bảo vệ cầu trò cưng.
Với bàn thắng của Martinelli và Saka ngày hôm nay, chắc chắn Klopp sẽ phải xem lại những quyết định của mình. Với hậu vệ này, khi anh rất dễ dàng bị tiền đạo Arsenal vô hiệu hóa. Bước vào đường hầm ở giờ nghỉ, Jurgen Klopp biết mình cần phải làm gì ở hiệp 2 sắp tới. Ông chủ trương tung Joe Gomez vào sân thay cho Arnold nhằm cải thiện chất lượng ở khâu phòng ngự khi nơi hành lang cánh. Tuy nhiên, nó vẫn chưa thể mang lại sự an tâm cho người hâm mộ. Khi ở phút 48, Martinelli tiếp tục dùng tốc độ thoát xuống bên phía cánh trái để nhận bóng trước khi căng ngang vào trong. Sau một tình huống sóng gió trước khung thành của Alisson, trái bóng cuối cùng đã được phá ra và dường như sự thay đổi người của Klopp vẫn chưa mang lại hiệu quả. Nhưng đó là ở hàng thủ, còn ở trên hàng công là một câu chuyện khác. Phút 53 của trận đấu, Firmino, cầu thủ được đưa vào sân thay cho Diaz ở hiệp 1, có pha di chuyển thông minh ra phía sau hàng thủ của Arsenal để nhận đường chọc khe của Jota trước khi dứt điểm hiểm hóc vào góc xa, đánh bại Ramsdale, cút bình tỷ số cho đội khách. Cũng từ đây thì sức nóng của cầu trường Emirates tăng lên một cách rõ rệt. Cả hai câu lạc bộ đều chơi bóng một cách quyết liệt. Bản thân Arsenal, họ đang đi tìm một minh chứng cho vị thế của mình và chắc chẳng có đủ sức thuyết phục hơn ngoài việc chiến thắng trước Liverpool. Còn với đội khách, việc đó họ đặt quyết tâm cao cũng là dễ hiểu vì đây là một trận đấu quan trọng ảnh hưởng đến cục diện của bảng xếp hạng và vị trí của họ. Liên tục là những pha áp sát, va chạm liên tục nổ ra. Thậm chí Jesus đã phải nằm vật ra sân gần như bất tỉnh khi mặt của anh đập vào khuỷu tay của Tsimikas từ những pha bóng không hoàn hảo như vậy. Nhận thấy chưa có dấu hiệu khả quan, Jurgen Klopp tiếp tục tung liền hai sự đường người. Fabinho và Konate vào sân thay cho Salah và Matip. Thế nhưng hiệu quả chưa thấy, thì ác mộng đã ập tới Liverpool ở phút 73 khi trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Trong tình huống này, sẽ tài xác định Thiago đã đá vào chân của Jesus trong vòng cấm và trao cho đội chủ nhà một quả phạt đền. Và Saka đã không mắc sai lầm nào để đánh bại Alisson trên chấm phạt đền, đưa Arsenal lần thứ 3 vượt lên dẫn trước. Và ngay sau bàn thắng này của Saka, đội hình của Arsenal đã không còn tha thiết về tấn công nữa. Họ quyết tâm bảo vệ thành quả này của mình cho đến những phút cuối cùng. Cao thủ đội khách đẩy nhanh nhịp độ tấn công và liên tục uy hiếp khung thành của pháo thủ. Thế nhưng đội khách vẫn phải bất lực trước sự quyết tâm và lăn xả của đội chủ sân Emirates. 5 phút bù giờ của hiệp 2 chính là 5 phút bộc tả được hai mặt này của trận đấu. Với Liverpool, họ vẫn có thể kiểm soát trận đấu, vẫn có thể uy hiếp đối thủ liên tục. Nhưng Arsenal cho thấy sự quyết tâm và đẳng cấp của mình trong ngày hôm nay. Khi cần, Arsenal hoàn toàn có thể chơi tấn công chủ động. Khi buộc phải phòng thủ, họ đổ sức khóa chặt bất kỳ hàng công nào. Và sự đa dạng này cho thấy Arsenal đã thực sự đang ở một vị thế rất khác. Đánh bại Liverpool một cách thuyết phục, Arsenal chính thức đòi lại ngôi đầu với một điểm nhiều hơn Man City. Trong khi đó, Liverpool ngụp lặn ở vị trí thứ 10 và chưa cho thấy dấu hiệu hồi sinh. Chắc chắn sau trận đấu này, cả hai đội sẽ có nhiều việc phải làm. Với pháo thủ, dù giành chiến thắng nhưng hai bàn thua đến một cách quá dễ dàng cũng khiến cho người ta đặt nhiều nghi vấn với một hành trình trong tương lai xa sắp tới. Của Liverpool, họ vẫn phải tiếp tục tìm ra lối thoát cho hành trình u tối của mình ở mùa giải này.